chúng ở đây để làm lễ tưởng niệm tổ sư Trung Quán. Nhưng do điều kiện dịch bệnh, do đó không thể tập trung, không thể làm lớn được, không thể làm to, mà làm nhiệm vụ chính thức tập trung mật thẩm cúng trong đồng nội bộ. Có sự hiện diện của tổ sư hội đồng Trung Quán, các tổ sư thuộc thế hệ mà của hội đồng tổ sư Trung Quán cùng tất cả các môn sinh và các huấn luyện viên của võ đường của Việt Nam Địa Cầu Đạo. Đó là ý nghĩa của buổi lễ ngày hôm nay. Tất cả nghiêm nghiêm lễ lễ trước tiên là buổi phần chân phương tưởng niệm trên mặt phần sắc bộ ngày võ sư quan bắt đầu.